mọi người. Cuối tuần cho mấy đứa nhỏ đi siêu thị chơi nha mọi người. Bác ba bỏ điếu thuốc cho bằng được. Ờ, ba bỏ rồi, ba dùng điếu thuốc rồi. Ba bỏ đợi mẹ với thầy ơi. Đi siêu thị vô khu vui chơi mọi người, khu trò chơi mọi người, cho hai đứa nhỏ nó chơi một xíu về ha. Cuối tuần cho đi chơi tội nghiệp. À, nói hai đứa nhỏ thật ra là ba người chơi, là ba cha con nó chơi đúng không? Ba cho em chơi đi. Em đặt không trên kia, em đặt sau bên kia. Về qua ba cho em đặt được. Khải nó không chịu chơi mấy trò kia mọi người, nó chơi cát nè, chơi cát động lực. Con làm cái hình tròn. Gặp đi chơi ba đi. Không. Đi chơi anh đi, nó chán à. Anh nhỏ anh chạy qua anh chạy lại mệt ghê mọi người, đi theo ảnh cũng đủ mệt nữa. Mệt thiệt luôn á. Ngồi chơi cô nè, ngồi xuống chơi cô đi. Đó, ngồi xuống chơi cô đi. Ờ, ngồi xuống chơi đi. Bé dễ thương ghê mọi người, ngồi chơi giúp Khải luôn. Đang đố Khải các hình tam giác, hình vuông nữa. Coi Khải biết trả lời không. Ảnh có người chơi, ảnh khoái. Chơi xong anh chồng ghế lại cho cô, anh phụ cô dọn để đi về mọi người. Chịu nói anh không? Cô với chú bảo chứ bây giờ có thêm nhân viên mới, nhân viên này trả tiền sao đáng biết nữa. Đây là nhân viên mới.
Phủi tay đi, phủi tay đi. Máy bay cô chú ơi, máy bay cô chú. Máy bay cô chú. Rồi đi nào, đi qua đây nè. Qua đây bám nè. Hết xu rồi hả? Hai cha con chơi thua thua hả? Quá trời xu luôn hả? Rồi ba nữa thì Khải qua lụm Khải. Qua lụm xu quanh ba Khải. Rồi, Trang được 4 xu. Hay ta. Lụm xu hả? Lụm xu hả ơi. Đi về, đi về thôi. Đi về, người ta đóng cửa. Về người ta đóng cửa. Đi hai, đi về hai. Con đứng yên này là đâu có gì đâu. Đây nha, con cũng đi rồi. Bước ra nha, con bước ra nha. Nhớ mà. Rồi bước ra. Ba em đâu rồi? Thấy luôn rồi. Ba em không chịu xuống rồi, em chạy lên nữa rồi. Đừng có đi lên nữa, ba đang đi xuống à. Rồi đi về. Đi mua bánh. Đi mua bánh nào, đi mua bánh. Cho con một bịch đi chú. Bác gọi cho anh hai tay. Rồi rồi rồi, từ từ ông lấy, từ từ ông lấy. Lấy góp hết. Có lớn rồi con. Dạ. Nhỏ bịch lớn ha. Lấy con bịch 20. Lấy con 2 ly thêm tiền cũng được. Dạ. Tại hai đứa. Từ từ mẹ đổ ra cho ăn. Vậy nó mới vui. Dạ. Có một nấp đó, vậy là nó mới vui. Dạ. Dạ. Rồi. Cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba. Em Khải cảm ơn ba chưa? Em là cảm ơn ba ba. Ngon không? Không. Không hả? Không thì đừng ăn. Ngon. Đi về nè. Đi đội nắm bảo hiểm vô về nè. Đi đội nắm bảo hiểm vô. Em đi về đi mọi người ơi. Mọi người hãy cho em một like và đăng ký kênh nha. Bye bye.